hướng dẫn cách kiểm tra bảo hành của hàng Totolink, thời gian còn bảo hành cũng như là bên nhà phân phối của cái hàng sản phẩm của đây là bộ Totolink này. Cái dòng này là dòng sản phẩm của Totolink. Đây là router Wi-Fi này, N200RE này. Đây là cái sóng Wi-Fi Totolink X200 này và các dòng như là N600R9 hay là H300G hay là cái dòng như 300U, X100, X200U chẳng hạn. Thì tất cả các dòng X200 này thì đều kiểm tra bảo hành một à cái dòng sản phẩm của Totolink thì đều có một cách kiểm tra bảo hành chung. Đây. Trên tay mình đây là chiếc X200 này. Chiếc này thì đã bóc hộp ra. Và trên cái bộ sản phẩm X200 này nó sẽ có các thông số. Nhưng các bạn không cần quan tâm nhiều, các bạn chỉ cần quan tâm cái dòng này. Đây là cái dòng email SN của nó này. Bây giờ thì tất cả các dòng sản phẩm thì nó sẽ yêu cầu là các bạn họ sẽ không dán tem ở bên nhà phân phối, họ sẽ không dán tem nữa mà họ sẽ check cái sản phẩm này. Đây. Trên sản phẩm thì đều có và kể cả trên hộp thì nó cũng có nhá. Đây. Ví dụ như bộ X200 này lấy từ trong cái hộp này. Thì đây là cái X200 đây. Và SN bên ngoài thì nó sẽ giống SN bên trong. Còn đối với một số sản phẩm sau khi các bạn đã bóc hộp ra rồi, không còn vỏ hộp thì nó sẽ có trên này. Còn một số các dòng sản phẩm nguyên siêu này, đây. Nguyên siêu các bạn chưa bán, mặc dù chưa bán thì nó vẫn bị trôi bảo hành nhé. Đấy là các bạn để lâu, cái dòng sản phẩm mà các bạn để lâu ở trong tủ của mình, tủ quầy hàng bán. Đây. Đối với dòng nguyên siêu này thì nó cũng sẽ có cái dòng nó cũng có SN này, đây. SN của nó đây này. Các bạn nhìn thấy không? SN này, N200RE21 này. Đây. Bây giờ mình cũng sẽ hướng dẫn kiểm tra cách bảo hành cho chúng ta này. Các bạn sử dụng một chiếc điện thoại này. Điện thoại nào cũng được, miễn là chạy truy cập được vào mạng. Đây. Đầu tiên thì các bạn sẽ phải bật 3G hoặc là các bạn phải có kết nối mạng internet hoặc là các bạn dùng Wi-Fi hoặc là dùng 4G. Đây, mình đã bắt rồi. Có Wi-Fi. Tiếp theo này. Trong cái mục internet này. Các bạn gõ đây này. Bảo hành, các bạn gõ này, bảo hành Totolink. Đấy, Totolink. Cận này, các bạn sẽ kiểm tra này, bảo hành Totolink này. Các bạn sẽ bấm vào đây. Đấy, các bạn thấy không? Đây này, các bạn quay lại này. Các bạn sẽ gõ này, bảo hành Totolink vào cái trang của Google ấy, thì nó sẽ ra cái đầu tiên này, bảo hành.totolink.vn này. Đây. Cái địa chỉ này lát nữa mình sẽ để bên dưới cái bài clip cho các bạn có thể quan sát này. Các bạn check này, nhà phân phối này, các kiểu này, các bạn bấm vào đây này. Đây. Thì các bạn sẽ bấm vào nhập số SN này. Đây, ví dụ như con X200 này mình sẽ nhập số SN này cho các bạn này. X200. Đây, các bạn nhập vào đây này. Các bạn phải nhập đúng này. X200 này. 227 này. 227. B08. B08. 287. 287. Đây. Cái V1.0 này các bạn bỏ qua này. Đây, các bạn chỉ nhập cái dòng đấy nào. Đến sau các bạn bấm vào tra cứu này. Đây, thì nó sẽ ra này. Số sản phẩm này, số series này, tên sản phẩm này, thiết bị này, bảo hành này. Đây, từ ngày 4 tháng 12 này. Và công ty cổ phần công nghệ tin học Anh Ngọc. Đây. Các bạn muốn cầm cái sản phẩm này qua bảo hành thì các bạn cầm qua công ty cổ phần Anh Ngọc. Thì các bạn sẽ copy cái công ty cổ phần Anh Ngọc này ra cái phần Google để các bạn xin địa chỉ, các bạn cầm để gửi tới đấy bảo hành. Rất là đơn giản đúng không ạ? Đây. Bảo hành đến ngày 4 tháng 12, sản phẩm này bảo hành 2 năm, tức nghĩa là bây giờ là nó được kích hoạt từ lúc ngày 4 tháng 12 năm 2022. Đây. Kiểm tra. Đây, bây giờ mình sẽ kiểm tra tiếp cái con thứ hai là con Totolink N200RE. Đây. Đối với dòng này thì các bạn sẽ gõ đó là N200RE này. N200RE này. N200RE21 này. CG
CG089089 50. Đây, mình sẽ quay cho các bạn. N200RE21CG089 50. Đây, mình sẽ nhập xong vào đây rồi. Đây, các bạn cũng bấm vào tra cứu. Đây, các bạn cũng sẽ ra luôn này. Đây, sản phẩm này, số seri của nó này. Sản phẩm của nó là N200RE này. Tên sản phẩm đây là router Wi-Fi này. Cũng bảo hành. Con này thì bảo hành đến ngày 29 tháng 8 năm 2024. Nhà phân phối là công ty cổ phần Vitcom. Đây, các bạn lưu ý giúp mình. Thì bây giờ các bạn cũng muốn cái sản phẩm này khi nó lỗi ấy, thì các bạn còn trong thời gian bảo hành thì các bạn cũng sẽ copy cái công ty cổ phần Vitcom này lên cái trang thanh công cụ của Google, thì nó sẽ hiển thị ra là cái địa chỉ của cái công ty cổ phần Vitcom này, và các bạn mang tới đấy thì cái bên bộ phận tiếp nhận bảo hành họ sẽ tiến hành họ kiểm tra cái con này cho còn tình trạng bảo hành hay không, và khi đấy thì nếu mà còn tình trạng bảo hành thì họ sẽ đổi mới cho các bạn. Các bạn lưu ý nhé, cái dòng Totolink này thường thường là đến các trung tâm bảo hành thì họ sẽ đổi mới, họ không giữ các bạn đâu, trừ trường hợp là hết hàng, một số trường hợp đặc biệt thôi. Nhưng các bạn phải lưu ý mình nó là giữ cái số SN này, nó còn nguyên vẹn này. Trên đây thì mình đã hướng dẫn quý vị các bạn cách kiểm tra check bảo hành cũng như là cái địa chỉ bảo hành, thời gian bảo hành và cái cách tìm địa chỉ nhà phân phối của hàng Totolink. Đây là mình sử dụng, đây là mình hướng dẫn hôm nay là cái hàng của Totolink nhé. Tất cả các sản phẩm của hãng Totolink, từ kích Wi-Fi, router đến bộ phát Wi-Fi 3G, 4G hay router Wi-Fi modem, bộ sóng không dây chẳng hạn, tất cả các hàng của Totolink thì đều có một cách kiểm tra chung. Đây, vào bảo hành totolink.vn, bảo hành .totolink.vn. Tiếp theo đấy thì gõ và check xong thì các bạn sẽ tìm cái địa chỉ nhà phân phối, check vào Google để các bạn có thể gửi gần nhất cái khu vực xung quanh mình ở để tiến hành bảo hành. Trên đây thì mình đã hướng dẫn quý vị các bạn cách kiểm tra gọi hàng bảo hành của hàng Totolink trên một chiếc điện thoại smartphone rất là đơn giản. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi clip. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những clip chương trình tiếp theo. Hãy like và đăng ký kênh nếu các bạn cảm thấy hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại.